Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh YouTube Hoành QT. Kênh của mình review về du lịch ẩm thực và đời sống tại Quảng Trị. Các bạn cũng có thể thấy sau lưng mình là biển. Nhưng đây không phải là biển trong đất liền nha các bạn. Mình đang có mặt tại đảo Cồn Cỏ. Và chủ đề hôm nay mình làm là chủ đề về đời sống và có pha một chút ẩm thực nữa. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một khi đến ngư dân ở đảo này đi người ta thường là buổi tối hôm qua là người ta đi thả lưới và sáng hôm nay là người ta đi lấy lưới về. Và đường xa mình đây là một hồ ngư dân vừa đi lấy lưới ở ngoài biển về. Mời các bạn tham mình tiến tới xem những cái sản phẩm mà người ta thu được từ tối qua đến giờ là những cái gì nhé các bạn. Đây. Đây là những cái đùm lưới mà khi mà ở trên thuyền ngoài khơi á, người ta kéo lên, người ta đùm nó vào lưới rồi khi mà đến đảo thì các anh em đây sẽ đưa cái lưới này lên nhà của người ta và gỡ những sản phẩm đó ra. Nói chung là một lần những cái sản phẩm này lên thì có nhiều vấn đề là rất là thú vị. Cá thì người ta sẽ gỡ ra cái bán. Con mấy anh em tới phù đây thì mấy cái người ta không bán thì tần thu được cái gì tần thu được ngay đúng mà đúng anh trai. Vô ghê thoải chỉ cần lên gỡ giúp người ta thôi. Còn ba cái cua gà như thế này thì anh em cứ lấy về mà luộc nhau thoải mái vô tư đi. cho các bạn thấy đây là gương mặt các bạn thân quen các bạn đã xuất hiện nhiều đến kênh của mình rồi. Còn đây là bạn Việt đấy. Các bạn cũng nhớ bạn Việt chứ, Việt đội trưởng đội thi công những công trình ở đây. Và Việt thể hiện một cái thao tác gỡ cá chai né cho quý vị và các bạn xem người coi đó. Đây là cá chai né nha các bạn. Chai né. Cái này là cái gì Tuấn cũng đảm á. Chắc bị nhau à. Mà cha con chắc về luộc khởi gai rắn á. Quý. Đây, bên này có một cái con thịt là con này con gì này chiều luôn hả? Đó. Đi. Đi. Sóc à? Đấy mà con Dũng. Đấy mà Dũng đến. Con Dũng mới buồn. Con này con chí bên cũng biết tên hắn. Hả? Nhúng cát đúng không? Đây. Mình cho các bạn thấy một con gà nhé các bạn, gà biển. Và các bạn cứ nhớ ghi tên con gà này sĩ là hàng năm sẽ nằm trong cái lò nồi luộc của mình. Đấy, thường thì những cái con như này á thì muốn mà gỡ ra được khỏi cái lưới này thì phải bắt buộc phải bẻ chân bẻ càng của hắn chứ không mà tròn một trong hai vấn đề thôi, một là rết lưới, hai là gãy chân gãy càng. Nói chung gỡ cá cũng phải có kinh nghiệm nhé các bạn. Chỗ con hâu to chứ nhỉ thường ở đây có một cái gai này. Đó, phải đẩy cái lưỡi ra qua khỏi gai này rồi là sẽ xong 90% vấn đề. Ờ đấy à, rồi vứt qua khỏi gai đấy. Ui giời, kiến nhân tí đấy coi. Rồi, đứt lưỡi rồi. Đấy, nhìn đó nè. Rồi. Muốn gọi con móc. Quy trình gỡ cá ra khỏi lưới như là như vậy thôi các bạn nhá. Đây. Má xuống voi. Chân này. Cá chân này, cá này mà con nít ăn nó rất là ngon, là hợp lý. Với con cá này nó không có xương. À xương thì có nhưng mà hắn lại xương lồn xồn như
À, không có sương giấm. Sương có sương mùn mùn nhỏ nhỏ ấy. Có sương hốc. Hắn có thể loại sương là cứ có sương sương sườn và sương vấy thôi. Ui giời, nhìn cái ấu vậy. Đây, đây là những con cua biển này. Mấy bạn mà đi du lịch ra đó còn có hết. Thì buổi sáng ngồi uống cà phê ở dưới ấu á, thấy mấy anh ngư dân này mới đi về thì có thể lên giúp mấy anh gỡ cá. Khỏi cái gỡ cá cũng được, gỡ cua thôi, gỡ cua giúp họ thôi, lấy về mà nhậu. Được đấy, hấp dẫn các bạn. Trong đất liền không có những cảnh như hấp dẫn như thế này nha các bạn nhé. Được cặp càng. Giới thiệu các bạn, đấy là một mình gọi đây là con cua hoang để con có nha các bạn. Cua má. Chỗ nữa mình sẽ trực tiếp gỡ con cua này. Rồi trưa là mình luộc lên hấp lên cho các bạn xem. Rồi. Vào vấn đề nữa nha các bạn. Rồi, đồ nói gì. Mình sẽ gỡ con cua này cho các bạn xem nha. Không có cách nào khác hết. Mà xem hắn kẹp cái này mà kẹp cứng ngắc đi. Hắn kẹp cứng ngắc nó mới lấy ra không được luôn. Hắn mà kẹp cũng tay thì có ngắn ra đi luôn. Đấy, cái nít mắc cái tế. Từ từ đây. Cua hoang đế cơ Việt. Con con cò nhé. Là con cò. Con cò. Cua hoang đế của đạo con cò. Nhìn thấy bao nữa hả? Trắng rồi. Rồi đây nha anh. Sau một quá trình cố gắng gỡ cua nhưng không rết lưới. Cũng hên. Cũng hên là lấy được con ở đây gọi con cua hoang để đào con cò nhé các bạn. Còn ở bên nước ngoài thì mình ngán thử đó đâu. Mà mắc quá mà ăn như nồi. Sau khi đi biển về, đây một số là cá chân này rất là tươi nha các bạn. Anh em luộc một vài con ăn. Vì mấy anh em đi lưới về chưa ăn sáng, mình ăn sáng rồi nhưng review cho bà và các bạn thấy cái mình những cái thở thịt của con cá này này. Mình khi nào mình chia sẻ không sai đâu. Con cá này là ngoài những cái xương này á, nó không có những cái xương mùn như những con cá ở trong nước ngọt ấy. Thực ra cái này là không có xương này, các bạn thấy không có cái lươn dưới này là có xương to không nói rồi, nhưng cái phần trên này á. Trời, nó toàn vỏ gì nữa. Vấn đề này là cả này không có xương này. Rõ ràng luôn. Ăn thử cho bà xem nhá. Ăn luôn. Ăn luôn. Thử mẹ các bạn cái này. Hôm nay vội quá nên không làm nước chấm. Trong cả rồi. Trong cả kìa. Làm gì các bạn? Rất là ngon. Để quay cho được đây để cho mẹ anh em đi làm về ăn. Mình quay tường trứng các bạn đưa ra cảm nhận về cái vị giác của mình đối với cái con cá thôi. Ngon các bạn. Ngon luôn. Ngọt còn thế. Để chị bán luôn đấy đi. Rồi. Thôi để mẹ anh em thôi lần ăn tiếp, mình ra gỡ cua. Thêm một con nữa nha anh em. Con này cái nhỏ hơn. Bên kia mấy anh em khác đang vẫn miệt mài gỡ cá, mình thì gỡ cua thôi. Nói chung là trong khi gỡ cua, mình cũng chia sẻ với các bạn một số thông tin. Thì thực ra cá đây là rất là tươi, hẳn khác giống những cái con tàu thuyền mà đi đến bắt xa bờ mà đi lâu ngày á, họ bắt buộc phải dùng cái gì đó để ướp cá để cho nó khỏi ướt. Nhưng mà ở đây rất tươi. Nếu các bạn muốn ăn á, thì mình cũng sẽ để số điện thoại của anh Giang chị Tuấn. anh Tuấn chị Giang ở dưới cái phần mô tả, các bạn cứ liên hệ cái số điện thoại đó để đặt hàng những cái món ăn như thế này. Hai vợ chồng sẽ gửi tàu vào cho các bạn thưởng thức.
Một là có ai lên Đông Hà hay ra Gio Linh vô Hải Lăng thì họ gửi, còn nếu không thì các bạn về cảng để lấy ấy. Số điện thoại của hai vợ chồng mình sẽ gắn ở phần mô tả, các bạn về đó để thông tin nhá. Vào mùa hè thì có hàu, mực, ốc. Nói chung các bạn tự lên xem kính của mình á, các bạn xem thì nhiều video mình sẽ đã review về anh Tuấn rồi. Mùa hè thì có hàu, ốc, mực, đồ nhiều các kiểu. Còn hiện tại bây giờ là mùa đông nên những cái vấn đề đó hơi hạn chế. Nhưng các bạn cứ lưu số điện thoại lại đi để mua hàng và đặt vô mà ăn nhậu cho vui. Ba cái đồ đấy trong đạo trong bơ cũng có đâu, cũng có đâu, hiếm hoi lắm. Bơ cân chiều người nặng đó lương thì nữa đi. Nói chung nếu mà có số điện thoại rồi các bạn cứ gọi đi trực tiếp. Nếu có cái sản phẩm chí thì các bạn anh chị đó sẽ tư vấn cho các bạn để mua vậy thôi. Nhưng hai vợ chồng trẻ này cũng rất là chăm chỉ các bạn, nên hôm nay mình đi gỡ cua lên review cho anh chị để các bạn biết thêm về hai vợ chồng này, thì ủng hộ hai bạn trẻ rồi. Còn các bạn đừng vội tắt video này, chỉ nữa trong cuối cái buổi review này gỡ cả này mình sẽ về làm ẩm thực những món cua luộc hấp, cua hấp bia. Con chó đen á. Con này của ba chấm nhưng mà con nhỏ này. Nhà từng đi. Cô gái đây qua cái này. Trông hả mua thì hả kêu mình. Bên này có ui con này ốc mượn hôn này cũng phải. Đâu đó là con. À, cái này là cá mắt quỷ đúng không? Dạ đúng. Con quỷ này con nhỏ này. To lên ngon lắm á. Ừ, đúng cái đó đấy. Hả? Rồi. Cái hạ đi, nước nó to lắm á, cái bò cá mà phịt nước vô đây cho bro. Anh ăn uống nó phun uống đấy. Ủa bên đây có con cua ba chấm to bà loạn. Có cua được cũng ngon không ạ? Ừ. Có cả mũ này. Đây cuốn bả, con đang còn trứng này. Tao phải phóng sinh với con đi. Ừ. Mà giới thiệu với các bạn đấy là con cá mú. Cá núc. Cá mú. Mú hoa. À, tại vì sao người ta gọi là đấy cá mú hoa. Người Hàn có mấy cái hoa nên người ta gọi là mú hoa. Cần các bạn xem tí nữa. Đây, cần cái này là cua mà hồi cua ghê nhiều hả? Mù hoa nha các bạn, có những con nhỏ thôi, con lớn nó to lên thì bằng gấp 3 4 cái bàn tay của mình lận. Rồi mà các bạn thấy có những cái hoa trên người của hắn á. Người ta gọi là đây là cả mù hoa. Các bạn thấy con cá đẹp không? Cá chép thôi hả? Cá chép. À cá chép coi. Chụp con cò. Chụp coi đây. Đây là chạp coi con cò nha các bạn. Chạp coi này sống ở nước mặn. Thôi, mặn gỡ lưới là kết thúc ở đây các bạn. Đây chiến lợi phẩm. Chút nữa mời các bạn xem cái mặn anh em mình hấp bia cái trò này để thưởng thức coi cái mùi vị nó như thế nào. Rồi, bây giờ cũng đã đến buổi trưa. Bây giờ anh em mình sẽ rửa qua được nước ngọt về con cua gà này. Dữ lắm. Dữ lắm, bấn hơn cái bàn tay này. Cho các bạn xem đi. To chưa? Con sống này không chứ này, ngon quá này. Ngon quá đi. Ơi, thành phẩm đây anh em ơi. Luộc xong là được mau giống đi đây. Rồi. Bây giờ gửi đi cho lưới càng, mình thì càng ấy. Rồi, thử coi đập ra coi. Nhìn nhà. Một người khúc. Ốp.
Cái này phải đập cái nữa. Bẻ đã. To này. Ngon đi là phải phải đập ra mà ăn được. Rồi. Sọp hả? Đó vậy, khả năng mua trắng nên hơi óp ấy. Thịt hẳn đây bà con. Thịt khác thịt cua hoàng đế rồi ấy. Ngon lắm. Quả phê. Phần dưới nó to hơn rồi ha. Càng thịt nhiều quá mẹ. Cái vỏ con này nó cứng hơn rất nhiều so với những con cua mà ở trong trong bơ cua nước lờ chứ các bạn. Nên mình phải dùng cái chày này để đập cái vỏ ra. Cắn ra đâu cắn lấy gai răng đó. Yes. Đây qua con thịt này. Trong này vật con nha. Mình thử trước miếng này cái sao. Quá ngọt luôn. Đợi chị cho bà xem. Phế mà bà cảm ơn thầy phế là mình là thầy phế đó. Ê. Ok luôn đi. Cắn miếng thôi. Không cần muối luôn. Không cần muối luôn hả? Ngọt khiếp ạ. Quả phê. Ngon lắm. Thì vừa đã hụt khó với tôi nói đấy. Không bơ không có đâu các bạn ơi. Chỉ có ra đào con cỏ. Mấy anh bụi sáng đi lưỡi là vì thực ra ngư dân ở đây họ không chủ định là bắt cái con trai đâu. Nhưng mà họ thèm họ bắt con. Chủ yếu là họ thả lưỡi để mà họ bắt cá thôi. Nhưng mà khi mà những con cá hắn mắc trong lưỡi á, thì những con cua này hắn bò tới đây ăn những con cá đó thì vô tình mắc lưỡi luôn. Theo sự hiểu biết của mình là như vậy. Đây có một cái căng gà. Thử cái ra. Máy thử phải biết. Máy phải biết. Ui giời ơi. Thịt này. Ui giời thịt. Thịt quá nhiều đấy. Chủ yếu là hai căng thôi đúng không? 50 căng đấy. Ngọt ngọt. Nước chảy. Nước chảy thì đã muốn. Này, trong cái máy này ăn vẫn ăn được ấy. Kết ăn cái này là các bạn thấy cái nút đấy là có cái nút đấy nha. Nút đến nút áo tú luôn. Đẩy lên cái. Quả cứng. Đẩy lên cái là ăn trong đi. Lời ăn. Luôn. Thịt nhiều quá không chơi bạn ạ. Thịt nhiều. Trắng mà đang ăn đọt này. Bỏ dày quá con được. Còn đây có cái thịt mặn mặn. Có con gà đây. Bóc ra thử có con gà đâu chắc không nhá. Ui chắc không chết nè. Đỡ con lên đấy. Thử nữa xem chắc đấy nhá. Ít chưa khỏi ban. Hình như vậy là cũng đã kết thúc một cái hành trình từ cái món trải nghiệm đi gỡ lưới để lấy cua về luộc, review và đưa ra cảm nhận cho các bạn xem. Thì mình cũng đã trở về phòng. Đây là cái phòng ở công trường của mình, mấy bên giường của Việt bên này. Cái giường của mình. Cuộc sống ở công trường đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Khi xem video, các bạn đừng quên nhấn like để ủng hộ cho kênh của mình. Nếu các bạn thấy nội dung video hấp dẫn
thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những cái video sau này mình phát lên. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn.